EUP Tiền thân là công ty cổ phần nhựa châu Âu, EUP hoạt động trong lĩnh vực cung ứng nhựa nguyên liệu với các sản phẩm nổi bật như chất độn filler Mastenbad, hạt màu color Mastenbad, phụ gia, compound nhựa kỹ thuật và nhựa sinh học. Từ một doanh nghiệp nhỏ với vỏn vẹn 30 con người, trải qua hành trình 16 năm xây dựng và trưởng thành, EUP hiện tại đã vươn lên trở thành nhà sản xuất filler Mastenbad lớn nhất toàn cầu với mạng lưới xuất khẩu tới hơn 85 quốc gia trên thế giới. Thương hiệu EUP được bảo hộ độc quyền tại gần 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, trở thành một trong những nhà cung ứng nhựa Mastenbad hàng đầu tại khu vực và trên thế giới. Thành công đó là kết tinh từ những nỗ lực không biết mệt mỏi của hàng trăm cán bộ công nhân viên nhựa châu Âu đang từng ngày, từng giờ phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. Đó là những anh em công nhân ngày đêm miệt mài bên dây chuyền sản xuất, đảm bảo cung ứng đơn hàng cho khách trong thời gian sớm nhất. Đó là những cán bộ nghiên cứu phát triển, chăn trở tìm tòi cải tiến chất lượng sản phẩm, góp phần nâng cao chất lượng và lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. Hay những anh chị em kinh doanh, nhiệt tình xông xáo, vượt mọi khó khăn thách thức đem về những đơn hàng triệu đô. Và hơn ai hết, đó là đội ngũ ban lãnh đạo đã dẫn dắt con thuyền EUP đi hết thắng lợi này tới thành công khác. Chính sự nhiệt huyết, tận tâm và đồng lòng của toàn thể cán bộ công nhân viên đã tạo nên sức mạnh, đưa EUP từ một startup trở thành một trong những doanh nghiệp đầu ngành, không chỉ trong nước mà còn trên thế giới. EUP tự hào khi liên tiếp nhiều năm liền lọt top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam, đồng thời là một trong 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam. Không chỉ dừng lại ở đó, EUP đang liên tục nối dài những thành công vang dội khi từng bước chuyển mình trở thành một tập đoàn đa ngành, hoạt động trên nhiều lĩnh vực như nguyên liệu nhựa, khai thác mỏ và chế biến bột đá, công nghệ, bất động sản công nghiệp. Tại mỗi lĩnh vực, cái tên EUP lại tự hào ghi nhận những dấu ấn đáng nhớ. Tại lĩnh vực khai thác mỏ, EUP tự hào là nhà sản xuất bột đá lớn nhất Việt Nam với sản lượng hơn 1 triệu tấn mỗi năm. Tại lĩnh vực công nghệ, EUP là một trong những đơn vị tiên phong cung ứng giải pháp ERP dành riêng cho các doanh nghiệp sản xuất. Ngoài ra, các sản phẩm game của chúng tôi đã ghi nhận hàng triệu lượt tải từ khắp nơi trên thế giới. Tại lĩnh vực Logistics, EUP hiện đã thiết lập quan hệ với hơn 12.000 đối tác tại 1.069 thành phố và cảng biển trên khắp thế giới. Bước chân EUP sẽ còn trải rộng hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa, kiên định hơn nữa. Bởi đồng hành cùng EUP chính là đội ngũ những con người với chung một mục tiêu, đưa thương hiệu EUP Group tỏa sáng rực rỡ trên thị trường nội địa cũng như quốc tế. Mừng EUP tuổi 16! Chúc cho tập thể cán bộ công nhân viên EUP luôn vững mạnh. Chúc cho EUP ngày càng thăng hoa trên chặng đường chinh phục những đỉnh cao mới. Một bài ca, một khúc hát về nhựa châu Âu, nơi những con người cùng hòa chung nhịp đập, mang cho đời những giá trị tuyệt vời. Nào hãy gắn kết chung tay cùng nhiều châu Âu vươn lên tầm cao mới. Dù bao khó khăn hãy giữ vững niềm tin, chung sức chung lòng chung những khát vọng, cùng nhiều châu Âu tỏa sáng khắp địa cầu.